Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại ngữ pháp N5 thông qua thứ tự của Mina Nihongo. Bài 47 chúng ta sẽ có các mẫu chính sau đây. Thứ nhất là futsuke cộng với so để sự, có nghĩa là nghe nói rằng. Chúng ta sử dụng cấu trúc này khi muốn truyền đạt lại một nội dung nào đó mà mình nghe được từ ai đó. Cấu trúc tiếp theo là yo để sự. Yo có nghĩa là dường như, mình sẽ dùng để dự đoán, và dự đoán này là có được dựa trên những thông tin chung mà mình thu thập được. Và yo thì nó rộng hơn so ở trên rất là nhiều, và yo thì mang nặng tính cảm tính hơn. Cấu trúc thứ ba là enogasuru, enogashimasu. Chúng ta sử dụng khi nói về các giác quan của con người, ví dụ như là nghe thấy tiếng gì đấy, hoặc là ngửi thấy mùi gì đấy, hoặc mình nếm và mình bảo là có vị như thế nào đó, thì đều sẽ dùng là enogashimasu. Như vậy thì N trong cấu trúc này nó sẽ bị gói gọn trong koe, nioi, oto, aji. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cấu trúc cụ thể. Thứ nhất, futsuke cộng với so để sự. Thì cấu trúc này sẽ khiến các bạn là có vẻ là bị nhầm với so để sự của bài 43. Nên mình phân tích kỹ một chút. Thì về mặt ngữ pháp, so của bài 43 nó sẽ đứng trước nó là v bỏ mas, hoặc là tính từ bỏ đôi y, tính từ bỏ đôi na, và không ghép với danh từ. Còn futsuke cộng với so để sự thì futsuke có nghĩa là mình có thể cho ghép với danh từ, động từ, tính từ đều được cả. Thứ hai là về thời thì có thể là thời quá khứ, thời hiện tại hay thời tương lai đều được hết. Và khi muốn nêu rõ nguồn cung cấp thông tin cho mình thì mình sẽ thêm từ niyoruto vào đầu câu văn. Chúng ta hãy xem các ví dụ. Thứ nhất, theo dự báo thời tiết thì trời sẽ trở lạnh. Tenki yoho niyoruto samuku naru so desu. Hoặc nghe nói là đảo Bali thì đẹp. Barito wa kirei da so desu. Cấu trúc thứ hai, yo desu. Về mặt ngữ pháp thì yo chúng ta coi nó như là một tính từ để ghép. Thế thì nếu ghép với danh từ sẽ là n no yo desu. Nếu ghép với tính từ đôi y và tính từ đôi na thì mình sẽ giữ nguyên đuôi y đuôi na. Và nếu ghép với động từ thì chúng ta đưa động từ về thể thông thường. Lưu ý là yo cũng có thể dùng trong quá khứ, tức là hình như là đã thế này thế kia, thì chúng ta chỉ cần chuyển cái đằng trước yo về thể quá khứ. Và vì yo được coi là một danh từ cho nên chúng ta sẽ áp dụng quy tắc của bài 22, bài mệnh đề định ngữ, để ghép với yo. Và yo là một cái gì đó theo kiểu cảm tính chủ quan, cho nên những câu như là buổi sáng bước chân ra khỏi nhà một cái thấy một con mèo đen, có một số người khá là mê tín và cho rằng như thế là không may, hình như là hôm nay là đen rồi, hình như hôm nay sẽ có chuyện gì xấu đây. Thì trường hợp này mình sẽ phải dùng yo, bởi vì nó là cái cảm nhận là hết sức chủ quan và không có một cái căn cứ logic nào cả. Hãy xem các ví dụ. Mọi người tập trung đông quá nhỉ? Hito ga oze atsumatte imasu ne. Mọi người kia nói là hình như là có tai nạn, có xe cảnh sát với xe cứu thương tới kia. Jiko no yo desu ne. Patokar to kyūkyūsha ga kitte imasu. Ở đây mình dùng jiko là một danh từ, cho nên mình nối là jiko no yo. Chúng ta cũng có thể dùng theo dạng động từ trong cụm là jiko ga okimasu, tức là xảy ra tai nạn. Thế thì tai nạn ở đây nó đã xảy ra rồi, cho nên mình sẽ đưa về quá khứ, futsuke quá khứ, okimasu sẽ biến thành okita. Và câu lớn sẽ như sau. Jiko ga okita yō desu ne. Patokar to kyūkyūsha ga kitte imasu. Cấu trúc thứ ba dùng để nói về các giác quan. Thì chúng ta sẽ xem. Thứ nhất, về thính giác, mình nghe thấy tiếng gì đấy, tiếng của con gì đó như là con chim hoặc ạ, hoặc là tiếng của người thì sẽ là koe, và công thức của mình sẽ là koe ga shimasu.
Nghe thấy rồi thì sẽ là Kuegashimashita. Thôi, nghe thấy một âm thanh gì đấy, ví dụ nghe thấy tiếng mở cửa chẳng hạn, hoặc là nghe thấy tiếng động lạ chẳng hạn. Henna tiếp tục này, mình ngửi thấy mùi gì đó thì mình sẽ có cụm là nioigashimasu. Nếm thấy vị gì đó sẽ có cụm là ajigashimasu.終わりました。Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại ngữ pháp N5 thông qua thứ tự của Mina no Nihongo. Bài 47 chúng ta sẽ có các mẫu chính sau đây. Thứ nhất là futke cộng với so để sự, có nghĩa là nghe nói rằng. Chúng ta sử dụng cấu trúc này khi muốn truyền đạt lại một nội dung nào đó mà mình nghe được từ ai đó. Cấu trúc tiếp theo là yo để sự. Yo có nghĩa là dường như, mình sẽ dùng để dự đoán, và dự đoán này là có được dựa trên những thông tin chung mà mình thu thập được. Và yo thì nó rộng hơn so ở trên rất là nhiều. Và yo thì mang nặng tính cảm tính hơn. Cấu trúc thứ ba là enogashimasu. Chúng ta sử dụng khi nói về các giác quan của con người, ví dụ như là nghe thấy tiếng gì đấy, hoặc là ngửi thấy mùi gì đấy, hoặc mình nếm và mình bảo là có vị như thế nào đó, thì đều sẽ dùng là enogashimasu. Như vậy thì n trong cấu trúc này nó sẽ bị gói gọn trong koe, nioi, oto, aji. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cấu trúc cụ thể. Thứ nhất, futsuke cộng với so để sự. Thì cấu trúc này sẽ khiến các bạn là có vẻ là bị nhầm với so để sự của bài 43. Nhưng mình phân tích kỹ một chút thì về mặt ngữ pháp, so của bài 43 nó sẽ đứng đứng trước nó là v bỏ mas, hoặc là tính từ bỏ đuôi i, tính từ bỏ đuôi na và không ghép với danh từ. Còn futsuke cộng với so để sự thì futsuke có nghĩa là mình có thể cho ghép với danh từ, động từ, tính từ đều được cả. Thứ hai là về thời thì có thể là thời quá khứ, thời hiện tại hay thời tương lai đều được hết. Và khi muốn nêu rõ nguồn cung cấp thông tin cho mình thì mình sẽ thêm từ niyoruto vào đầu câu văn. Chúng ta hãy xem các ví dụ. Thứ nhất, theo dự báo thời tiết thì trời sẽ trở lạnh. Tenki yoho niyoruto samuku naru so desu. Hoặc nghe nói là đảo Bali thì đẹp. Barito wa kirei da so desu. Cấu trúc thứ hai, yo để sự. Về mặt ngữ pháp thì yo chúng ta coi nó như là một tính từ để ghép. Thế thì nếu ghép với danh từ sẽ là n no yo desu. Nếu ghép với tính từ đuôi i và tính từ đuôi na thì mình sẽ giữ nguyên đuôi i đuôi na. Và nếu ghép với động từ thì chúng ta đưa động từ về thể thông thường. Lưu ý là yo cũng có thể dùng trong quá khứ, tức là hình như là đã thế này thế kia, thì chúng ta chỉ cần chuyển cái đằng trước yo về thể quá khứ. Và vì yo được coi là một danh từ cho nên chúng ta sẽ áp dụng quy tắc của bài 22, bài mệnh đề định ngữ để ghép với yo. Và yo là một cái gì đó theo kiểu cảm tính chủ quan, cho nên những câu như là buổi sáng bước chân ra khỏi nhà một cái thấy một con mèo đen, có một số người khá là mê tín và cho rằng như thế là không may, hình như là hôm nay là đen rồi, hình như hôm nay sẽ có chuyện gì xấu đây. Thì trường hợp này mình sẽ phải dùng yo, bởi vì nó là cái cảm nhận là hết sức chủ quan và không có một cái căn cứ logic nào cả. Hãy xem các ví dụ. Mọi người tập trung đông quá nhỉ? Hito ga oze atsumatte imasu ne. Mọi người kia nói là hình như là có tai nạn, có xe cảnh sát với xe cứu thương tới kia. Jiko no yo desu ne. Patoka to kyūkyū sha ga kitte imasu. Ở đây mình dùng jiko là một danh từ, cho nên mình nối là jiko no yo. Chúng ta cũng có thể dùng theo dạng động từ trong cụm là jiko ga okimasu, tức là xảy ra tai nạn.
Thế thì tai nạn ở đây nó đã xảy ra rồi, cho nên mình sẽ đưa về quá khứ. Futsuke quá khứ, okimasu sẽ biến thành okita. Và câu lớn sẽ như sau. Jiko ga okita yo desu ne. Patoka to kyūkyūsha ga kitemasu. Câu chốt thứ ba dùng để nói về các giác quan. Thì chúng ta sẽ xem thứ nhất về thính giác, mình nghe thấy tiếng gì đấy, tiếng của con gì đó như là con chim hoặc ạ, hoặc là tiếng của người thì sẽ là koe, và công thức của mình sẽ là koe ga shimasu. Nghe thấy rồi thì sẽ là koe ga shimashita. Nghe thấy một âm thanh gì đấy, ví dụ nghe thấy tiếng mở cửa chẳng hạn, hoặc là nghe thấy tiếng động lạ chẳng hạn. Henna oto ga shimasu. Tiếp tục này, mình ngửi thấy mùi gì đó thì mình sẽ có cụm là nioi ga shimasu. Nếm thấy vị gì đó sẽ có cụm là aji ga shimasu. わりました。